Xin chào quý vị và bạn. Hôm nay thì tôi sẽ đến một đại lý tại Hyundai Hà Nội, đó chính là Hyundai Phạm Hùng. Ngày hôm nay thì tôi với một số anh em sẽ trải nghiệm thử cái dòng xe Hyundai Santa Fe theo lời mời của bạn tư vấn bán hàng. Và dòng xe ngày hôm nay tôi trải nghiệm đó là Hyundai Santa Fe máy dầu bản đặc biệt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào Hyundai Phạm Hùng. Ok, Santa Fe 2019 thì cũng ra mắt lâu rồi. Tuy nhiên thì hôm nay tôi cũng mới có dịp gọi là cầm lái trực tiếp chiếc xe này. Mẫu xe mà tôi đang cầm lái là phiên bản 2.2 máy dầu bản đặc biệt, có giá niêm yết là 1 tỷ 195 triệu tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên để sở hữu chiếc xe này thì vào thời điểm hiện tại, đa số các đại lý sẽ đều bán thêm một gói chương trình kèm theo. Cụ thể như thế nào thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với các showroom. Tiếng chuông này cảnh báo thắt dây an toàn. Điểm cảm nhận đầu tiên khi tôi ngồi lên mẫu Santa Fe và những cái mẫu SUV nói chung, đó là chúng ta sẽ có một cái tầm nhìn, một tầm quan sát rất là rộng. Đặc biệt là mẫu xe Santa Fe này, Hyundai khá là thông minh. Khi toàn bộ cái hệ thống cột chữ A, gương không được gắn liền trên cột chữ A, do đó sẽ tạo chúng ta thêm một cái không gian mới, một cái không gian phụ về khoảng kính mà chúng ta có thể quan sát, giúp cho cái điểm mù từ cái cột chữ A được hạn chế rất nhiều. Tầm quan sát của Santa Fe rất là rộng, ghế mềm, tư thế ngồi thoải mái, vô lăng điều chỉnh điện, ghế chỉnh điện. Đấy là những điểm mà tôi cảm nhận ban đầu về mẫu xe này. Toàn bộ các vị trí thiết kế khác, ví dụ như kệ tì tay này, hộc để đồ này, tay nắm cần số, vô lăng, tạo cho tài xế được cái cảm giác đầu tiên, đó là cái sự thoải mái và êm ái. Tuy nhiên thì cũng không thiếu gì sự sang trọng khi cái vô lăng này được bọc da rất là mềm. Cần số thì cũng được bọc da mạ bạc, nâng cao tính thẩm mỹ. Tổng thể nội thất của chiếc Santa Fe phiên bản này hầu hết được sử dụng các chi tiết như là da, nhựa thì rất ít thôi, và có thì cũng đều là nhựa mềm. Một số các chi tiết nhỏ khác, ví dụ như các đường mạ bạc, mạ chrome, Hyundai cũng khéo léo trang trí trên cái mẫu Santa Fe này, tạo được cái sự hài hòa cần thiết trên một mẫu xe có giá bán trên 1 tỷ đồng. Về cơ bản thì chiếc xe này khá là ổn định. Nó có sẵn cả 4 chế độ lái cho chúng ta tùy chọn theo những cung đường thích hợp. Hiện tại thì tôi sẽ chuyển sang chế độ Eco, tiết kiệm nhiên liệu. Màn hình sẽ chuyển sang màu xanh, lá cây. Tôi vừa test thử một chút ở đoạn đường đông đúc này, coi tính năng trên Santa Fe này. Có một tính năng giữ phanh, auto hold khá là hay, mà chỉ có trên các xe có phanh tay điện tử. Với cái tính năng này thì khi quý vị ấn cái nút auto hold này, đèn màu xanh sẽ sáng lên. Và chúng ta sẽ hoạt động như thế nào? Đấy là khi bây giờ tôi sẽ dừng này, dừng lại vì trước mắt hơi đông. Tôi dừng lại. Cần số tôi không cần phải chuyển về, tôi vẫn giữ nguyên ở vị trí D. Sau đó tôi sẽ nhả phanh. Tôi nhả phanh chân, chiếc xe không trôi, không lăn bánh gì cả. Chức năng auto hold sẽ tự động kích hoạt ở trong trường hợp này. Và khi tôi đạp ga tiếp tục thì auto hold sẽ bị bỏ đi. Lúc đó thì xe sẽ tiếp tục lăn bánh được. Với cái tính năng này thì khi đặc biệt là ở những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, những tính năng như thế này có thể nói là đạt lại cái sự hữu ích rất là cao. Chúng ta không cần phải chuyển số khi về dừng đèn đỏ này hoặc là tạm dừng nữa. Ok, bây giờ chúng ta đường vành đai 3 trên cao. Hiện tại tôi đang để chế độ Eco và bây giờ tôi sẽ chuyển sang chế độ tiếp theo, đó là chế độ Sport. Màn hình nhảy sang màu đỏ và chúng ta sẽ... Wow, rất hay. Chân ga khá là nhạy. Và ngay lập tức thì cái hệ thống dẫn động mới trên mẫu xe Santa Fe này được Hyundai gọi là HTRC. Nó sẽ thay đổi cái lực tác động, chính xác là lực chuyển động ở hai vị trí cầu là cầu trước và cầu sau. Ở chế độ Sport này, khi tôi đạp ga thì lực dẫn động của hai bánh sau ngay lập tức được bổ sung từ hai bánh trước. Nếu như tôi giữ nguyên như thế này thì tỷ lệ đang rơi vào khoảng 73. Tôi sẽ thử chuyển chế độ một lần nữa. Tôi sẽ chuyển sang chế độ Comfort. Chế độ Comfort này thì như Hyundai nói, đó là một chế độ tạo cái sự thoải mái nhất cho người cầm lái. Tôi nhận thấy là ở chế độ này thì hầu hết lực dẫn động được tập trung tại cầu trước, ở hai bánh trước. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang chế độ cuối cùng trong 4 chế độ, đó chính là chế độ Smart. Chế độ Smart là một chế độ thông minh được kết hợp giữa 3 chế độ Comfort, Eco và Sport. Tôi cảm giác về khi tôi đạp thốc ga, vòng tua động cơ lên khá nhanh,
tăng tốc tốt, tuy nhiên thì không thể tốt bằng chế độ sport thuần. Nhiều khả năng là khi chúng ta khởi động lên thì hệ thống smart này sẽ được kích hoạt. Smart sẽ tạo cho quý vị một cái sự tiết kiệm vừa đủ, cùng với đó là cảm giác chân ga cũng khá là tốt. Trên mẫu Santa Fe mới này chúng ta có thêm một tính năng, đấy là cảnh báo điểm mù. Hệ thống cảnh báo điểm mù sẽ báo cho quý vị bằng cách nhấp nháy trên gương, trên mặt gương chiếu hậu. Chúng ta sẽ có hai cái biểu tượng, để tôi sẽ rõ hơn cho quý vị xem. Tính năng cảnh báo điểm mù này hơi tiếc một chút là nếu mà các bạn dùng mẫu xe dùng phiên bản thấp hơn, tức là Santa Fe bản thường ấy, thì tính năng này sẽ không được hỗ trợ. Tôi nghĩ đây là một tính năng khá tốt, tại vì hầu hết 70% vụ tai nạn tại Việt Nam đều đến từ điểm mù do lái xe thiếu quan sát. Tức là khi mà mình xi nhan mà. Đúng rồi. Ở tính năng cảnh báo điểm mù này thì chúng ta sẽ có hai loại thông báo. Nếu mà các bạn chỉ thông thường di chuyển và có vật thể chuyển động vào vị trí điểm mù thì chiếc Santa Fe này sẽ chỉ thông báo cho quý vị bằng một cái biểu tượng điểm mù trên gương. Tuy nhiên khi mà chúng ta đang có dấu hiệu xi nhan mà vượt một xe khác, chiếc xe đó đang rơi vào điểm mù, ngay lập tức hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo thêm bằng âm thanh để giúp cho chúng ta quyết định sáng suốt hơn về việc có chuyển làn ngay lập tức hay không. Sau khi trải nghiệm một quãng đường kết hợp cả cao tốc và khu vực đông dân cư, với cá nhân tôi đánh giá mẫu xe Santa Fe này với hệ thống dẫn động này đi cùng hộp số 8 cấp thế hệ mới, tôi nghĩ là Santa Fe sẽ phải có giá trị cao hơn mức giá mà Hyundai thành công đang đề xuất. Ngoài việc mẫu xe này được áp dụng một thiết kế mới rất là đẹp, sang trọng, lịch sự và hiện đại, thì Santa Fe còn mang đến cho chúng ta một cái không gian nội thất rất là đẹp. Toàn bộ những hệ thống bảng điều khiển này, đặc biệt là hệ thống bảng đồng hồ, rất đẹp, dễ quan sát, hiển thị đầy đủ tất cả những gì chúng ta mong muốn. 4 chế độ lái kết hợp có thể đáp ứng đủ mọi nhu cầu của chúng ta trên mọi cung đường. Và đặc biệt tính năng cảnh báo điểm mù cùng với hỗ trợ chuyển làn an toàn, đây là một trong hai cái công nghệ cảnh báo rất là tốt giúp cho chúng ta an toàn hơn trên những cung đường. Hôm nay thì tôi đã trải nghiệm được cái mẫu Santa Fe này. Rất hy vọng là trong thời gian tới thì tôi có dịp trải nghiệm tất cả những cái mẫu xe Hyundai đang bán trên thị trường, tất cả các phiên bản. Và nếu có dịp trải nghiệm thì chắc chắn là tôi sẽ lưu lại một cái video để cho quý vị và các bạn tiện theo dõi. Tôi có thể khẳng định với mức giá 1 tỷ 195 triệu, rất xứng đáng để mua mẫu Santa Fe này.